quyết định giảm án phạt cấm thi đấu hết giai đoạn lượt đi 11 trận, đối với hậu vệ Nguyễn Văn Quân của sổ số kiến thiết Cần Thơ xuống còn 7 trận. Với việc giảm án này, Văn Quân có thể trở lại thi đấu từ vòng 8 của giải hạng nhất quốc gia 2019. Trước đó, trong trận đấu vòng loại cúp quốc gia 2019 giữa Bình Phước và Cần Thơ cuối tháng 3 vừa qua, trung vệ đội trưởng của đội Cần Thơ Nguyễn Văn Quân đã có hành vi sút thẳng về lưới nhà. Điều đáng ngờ là ở tình huống này là thủ môn đội bóng miền Tây lại dâng cao, tạo điều kiện để Văn Quân thực hiện thành công cú đá phạt lưới từ khoảng cách trên 20m. Chuyên gia Việt nói gì về án phạt cho cầu thủ tự đá vào lưới nhà? Cầu thủ sổ số kiến thiết Cần Thơ sốc khi nhận án nặng từ. Và ngay buổi họp sáng 2 tháng 4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra hình phạt cho hành vi tự đá bóng vào lưới nhà khá phản cảm của cầu thủ đội trưởng câu lạc bộ Cần Thơ Nguyễn Văn Quân. Theo đó, cầu thủ này bị cấm thi đấu đến hết lượt đi giải hạng nhất và phải nộp phạt 20 triệu đồng. Về phía câu lạc bộ Cần Thơ sau đó cũng gửi đơn lên xin giảm nhẹ hình phạt cho cầu thủ của mình. Đây thực sự là một tin vui với cầu thủ này cũng như với đội bóng sổ số kiến thiết Cần Thơ. Hiện tại đội bóng miền Tây đang ở phía nửa cuối bảng xếp hạng của giải hạng nhất khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận. Ở vòng đấu tiếp theo vào cuối tuần này, họ sẽ gặp